Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về một cái tình trạng mà cũng hay gặp, tương đối hay gặp các bạn nhé. Ở trong cái hệ thống điều hòa không khí, đó chính là cái việc mà nó đọng nước ở trên thân Adu. Đây, như các bạn biết là ở trên thân các cái Adu này. Thì ví dụ như con này chẳng hạn. Đây các bạn thấy. Đấy. Nó đọng và nó mốc hết tất cả các cái phần vỏ bên ngoài nhé. Đây là đọng ở bên ngoài Adu nhé. Đối với cái việc đọng này này thì nó có một số các cái nguyên nhân như sau. Thì cái nguyên nhân thứ nhất nhé mà dẫn đến cái việc đọng xương này thì nói về cái nguyên tắc của Adu, thì khi mà cái Adu nó dừng các bạn ạ, thì thông thường là nó phải đóng các cái van lạnh lại. Khi mà Adu chạy thì cái van lạnh nó bắt đầu mở. Thì vì một nguyên nhân hay lý do gì đó mà có thể là cái van như này các bạn. Đấy. Thì cái van lạnh của nó đây. Thì bản thân nó là có thể là khi mà lắp đặt thì có thể nó căn sai cái cữ đi. Thì đó là cái van nhá. Đó là nguyên nhân thứ nhất là cái van. Và cái hiện tượng này thì các bạn chú ý là khi mà dừng Adu nhá, mà nó vẫn còn cái lạnh ra đấy, thì đây các bạn có thể xem cái đường ống này. Đây là cái đường ống thoát nước ngưng này. Đấy các bạn thấy không? Adu đang dừng. Đang dừng nhá, thì nếu như nó làm việc chính xác nhá, mà các cái van nó đóng chính xác ấy, thì không thể nào có nước ngưng ra vào cái thời điểm van nó đóng như này được. Phải van nó mà đóng kín thì sẽ không có tí nước ngưng nào. Nhưng mà con này thì nó đang bị cái hiện tượng là van nó hở các bạn nhé. Nó dẫn đến động ở trên thân. Thì đấy là cái trường hợp mà tắt đi rồi nó mới động. Đấy, thế còn một số trường hợp là khi chạy mà nó động. Mà nó động dài ở trên các cái phần dưới đáy như này. Nó chỉ động phần dưới đáy nhá. Mà nó động dài và trong nền nó có nước ấy. Thì cái này chúng ta sẽ kiểm tra cái đối với cái trường hợp này này. Mà động dài ở trên thân nhá. Mà động ở dưới. Thì các bạn kiểm tra cho mình cái si phông của nước ngưng. Đấy, si phông nước ngưng đây các bạn nhé. Thì có thể là nó hỏng cái quả bóng ở trong này này. Các bạn tháo quả bóng ra. Hoặc là đối với các cái si phông mà dùng bẫy nước cao á, thì có thể là bản thân cái bẫy nước ngưng đó nó đang không có tác dụng. Nhưng mà đối với các EU thì người ta hay sử dụng các cái loại bẫy mà có bóng như thế này. Thì các bạn sẽ kiểm tra lại cho mình cái bóng này nhá. Hoặc là có thể là lắp đặt sai đối với các cái Aru 2 tầng mà chúng ta lắp sai cái bóng này này. Sai vị trí của cái bóng nhá. Thì nó cũng có thể dẫn tới cái hiện tượng này. Tuy nhiên cái đấy thì tùy từng trường hợp thì chúng ta phân tích cụ thể. Tuy nhiên thì trong cái trường hợp này thì các bạn kiểm tra cho mình cái bóng này này. Đấy các bạn nhá. Đây, cái si phông nó có bóng này. Thì các bạn cứ mở cái này ra này. Đấy các bạn mở cái quả bóng này ra. Xem cái bên trong này. Trên mỗi đầu cái mỗi cái Aru này nó đều có mấy quả bóng ở đây. Đấy. Thì các bạn sẽ mở cái này ra nhá. Đấy, mở cái phần này ra và tháo cái quả bóng ra. Xem ở trong đó xem nào cái quả bóng nó còn tác dụng không. Có thể là nó bị vỡ quả bóng nhỉ. Chạy lâu ngày hoặc là vì lý do gì đấy nó hỏng cái quả bóng bằng nhựa. Đấy là nguyên nhân thứ hai. Đấy là hai cái nguyên nhân mà nó rất là phổ biến trong cái việc là nó bám cái xương động ở phía bên ngoài của cái Aru. Đấy thì qua chia sẻ như vậy thì hy vọng các bạn có thể xử lý được các cái vấn đề như là động xương ở phía ngoài thân của Aru. Đấy, đối với các cái Aru như này.